Bạn có biết những thông tin thú vị này hay chưa? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Đoàn tàu chở hàng dài nhất thế giới ở Úc với tổng chiều dài là 7.300m, tức 7,3 km, bạn không nghe nhầm đâu, bao gồm 682 toa tàu với chiều dài mỗi toa hơn 10m và 8 đầu máy được bố trí dọc theo con tàu. Giống bò sở hữu sản lượng sữa nhiều nhất thế giới là giống bò Hottin, có thể cho ra 10.988 lít sữa mỗi năm, tương đương 30 lít sữa mỗi ngày. Ông James Hutchinson là người đàn ông hiến máu nhiều nhất thế giới, với tổng 1.173 lần trong suốt cuộc đời của mình, cứu sống hơn 2,4 triệu sinh mạng, quả là một cánh tay vàng trong làng hiến máu phải không nào? Ở Triều Tiên, có một khách sạn cao 330m được mệnh danh là khách sạn của ngày tận thế, bởi vì cho đến nay khách sạn này vẫn tiếp tục không có một vị khách nào mặc dù có quy mô cực kỳ lớn và hoành tráng. Nhật Bản lập kỷ lục tốc độ Internet nhanh nhất thế giới với tốc độ đường truyền lên đến 319 TB mỗi giây, ngay cả khi đường truyền được thực hiện ở khoảng cách xa hơn 3.000 km. Để cho bạn dễ hình dung thì bạn nên nhớ là một giây đấy nhé. Chè giữ kỷ lục thế giới là cây mọc nhanh nhất trên hành tinh. Một số loài đã được ghi nhận là có tốc độ phát triển lên tới 91cm mỗi ngày. Các nhà khoa học cho biết tầm nhìn của một con đại bàng gấp 4 đến 8 lần một người bình thường, giúp chúng có thể nhìn thấy mục tiêu nhỏ như con thỏ từ khoảng cách 3,2 km. Nếu bạn có cặp mắt của đại bàng, thì bạn có thể nhìn thấy rõ nét một con kiến đang bò dưới mặt đất từ nóc của một tòa nhà 10 tầng, tức khoảng 35 mét. Bạn có biết màu đỏ là màu xuất hiện nhiều nhất trên các lá quốc kỳ với tỷ lệ 148 trên 192 lá quốc kỳ của 192 quốc gia có chủ quyền trên thế giới? Tiếp đó là màu trắng với 140 trên 192, màu xanh da trời với 102, màu vàng với 89, màu xanh lá cây với 87 và màu đen 59 trên 192. Bạn có thấy những thông tin trên có thật sự thú vị không nào? Hãy bình luận ý kiến của các bạn cho mình biết với nhé!